Ở lúc nãy là cô Sáu mới lên bây giờ. Ba đồng hồ này chiều không gian cho chị vô. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. À, chờ thấy chị Hồng Loan về lại dạ lâu rồi, chị. Từ sáng cậu Nam uống hơi mà nhiều rồi. Nhiều rồi. Hồi sáng là con cúng cho cậu 5 tô bún riêu. Nam uống. Cái cây nữa là sáng xong rồi hút luôn rồi. 5 tô bún riêu, uống 4-5 lon bia. Trước khi mừng cậu có nhà mới cô chú anh chị ơi. Chị kiếm gì vậy? Cái khăn, kiếm khăn cho chị. Lấy khăn, khăn ơi. Ủa khăn ướt mình còn không? Cái cha nãy đi quên đem chợ. Để một xíu rồi có chị. Để phía sau chú Tiểu rồi có. Từ lúc mà mấy ngày nay mới gặp trường chị Loan rồi. Hôm nay chị Loan thấy vui hoặc hẳn lên hay sao á mừng rồi. Tại vì hôm nay là có tin vui là xây mộ đó. Rất là vui. Cho chị Lao có bàn thờ ha. Anh xử ở đây luôn rồi, cô chú anh chị ơi. Anh em YouTube đứng mình đứng cho nó là sự ngay ngắn để cho mà chị làm cùng con Nam để xây mộ nha. Rộng rãi để nhà làm để cho thoáng một xíu. Ông là đứng ngay vị trí nha. Thấy chị Hồng Loan lên mà mừng vậy á, chạy như dịch vậy á. Trước ở nhà anh em đây quay chị Loan mới rất là chị Hồng Loan nấu cơm. Ai ủng hộ cho chị Hồng Loan thì số 1 nha coi cả nhà. Số 1 like nha. Cho 1 like anh em YouTube nữa. Chị không phụ vô đó kìa. Wow. Rồi hôm nay anh em nào mà thấy cô Sáu đang hoa cô chú chị đang hoa trái cây và tới cô Sáu như là chị Hồng Nhung nha. Hôm nay nhà lo lên đủ luôn nha cả nhà. Rồi hôm nay là gia đình hậu hộ rồi. Cô Sáu lên rồi. Cô Sáu lên nè. Cô Sáu cũng đang dâng cái cây lên đó. Đâu là đâu là trái cây đâu, cái nào vô đây. Cô Sáu với lại chị Loan đi hai xe ô tô khác nhau. Đây là công phường. Đồ cúng nhiều quá, có lấy cái bàn kia vô chạy. Mày kia có cái bàn rộng lắm để lên cho. Nãy mới Dũng lên tới, Dũng lên tới kìa. Ba gì đấy cho nhạc nó bớt quá trời. Đồ quạt đây quá trời rồi. Chưa cái không gian thảo đi. Quá trời rồi. Dũng lên tới kìa, Dũng lên tới. Dạ em xin cảm ơn nhà chàng viên. Nhiều đồ quá, 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 nhiều đồ qu
hai cái. Bỏ quỷ rồi cô chú anh chị em gia đình có mặt đầy đủ ha. Đang sắp trái cây nha cả nhà. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Anh Dung với chị Hồng Phượng đang sắp trái cây. Quá tuyệt vời. Nhà mới cầu đi. Có cái bàn này cô sao ơi. Chính bàn nhưng mà có cái bàn. Có nhà có đang. Dạ có bàn. Dạ. Cái chai. Đúng quá nè. Anh ơi, rồi giữ cái hành nha. Nó thấy chỗ nó đến tôi ai mà chen vô của tôi vậy? Dạ tôi đi. Hôm nay là Rồi, chỗ nào đúng ngay vị trí đó nha, không được thay đổi nha. Không gian rộng cho được không? Bình bông lớn ngoài. Để người nhà cũng có tay đồng mà kia vô. À, anh coi. Cô Thanh gọi hả? Bắt hơn thằng chùa. Đây ta lời còn hai coi. Sáu đầy đủ còn chị Kim Nga xưa xây mẫu cầu cho nó đúng lắm đẹp cái rồi tính sao hả chị Vũ Gia luôn. Có chị Loan ở Bình Chánh vô phụ cũng đỡ ha. Có cho em qua ngày đám đám. Cái cây lọc vàng dẫn đưa lên trên cái bàn thờ của chú. Phải đồng cái gì không? Ngày xưa khi tăng quốc tứ là quân Khải mâu thuẫn rồi. Vì quốc gia nên người ta gạt tiền riêng người ta đón quốc gia trước rồi. Thank you.
đá rút cho còn 5 điếu.